Úc Tĩnh Y gặp biến vì có liên quan đến tình mới Triệu Lộ Tư. Theo một số nguồn tin, tình mới Triệu Lộ Tư là nhân tố khiến Úc Tĩnh Y vướng rắc rối với người hâm mộ. Kể từ khi vào nghề đến nay, Úc Tĩnh Y thường xuyên nhận lời tham gia phim cổ trang. Mặc dù tác phẩm không quá nổi tiếng nhưng vẫn giữ được nhiệt độ ổn định, giúp cô tăng độ nhận diện. Bên cạnh những bộ phim đã phát sóng như Vân Tịch Truyện, Như Ý Phương Phi, Úc Tĩnh Y chuẩn bị tái xuất khán giả với Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4. Đây là phần tiếp theo của series Tiên Kiếm Kỳ Hiệp từng rất thành công trước đó. Trong phần 4 của series này, Úc Tĩnh Y và Trần Chiết Viễn sẽ là cặp đôi chính. Theo những hình ảnh được dò dỉ, tạo hình của mỹ nhân 4.000 năm trên phim trường vẫn rất xinh đẹp. Có thể thấy, việc được đóng Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 là bước phát triển mới trong sự nghiệp Úc Tĩnh Y. Nhưng mới đây, người đẹp họ Úc lại vướng phải rắc rối liên quan đến tác phẩm trên. Cụ thể, một số trạm tỷ, người đứng đầu fansite của Úc Tĩnh Y đã thông báo dừng hoạt động. Theo người trong ngành, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do thông tin Trần Chiết Viễn đứng nhất phiên trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4. Thời gian này, nam diễn viên họ Trần hoạt động nghệ thuật rất sôi nổi. Hiện tại, phim Bạn Trai Phản Diện Của Tôi do anh và Thẩm Nguyệt chủ diễn đang nhận được phản hồi tốt. Bên cạnh đó, Trần Chiết Viễn còn hợp tác với tiểu hoa khá nổi hiện nay là Triệu Lộ Tư. Vì vậy, nam diễn viên đã được xếp vào hàng ngũ sao nam chờ bạo của làng giải trí Hoa ngữ. Đáng nói, dù Trần Chiết Viễn có tiềm năng nhưng ở thời điểm hiện tại, nam diễn viên vẫn chưa nổi bằng Úc Tĩnh Y. Vì vậy, việc anh đứng phiên một của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 khiến fan của Úc Tĩnh Y rất bất mãn. Theo người hâm mộ của nữ diễn viên, tất cả số liệu, siêu thoại, hot search của phim đều chứng minh mỹ nhân 4.000 năm mới là người nhất phiên. Nhiều người cũng cho rằng, ban đầu đoàn phim cho tên của Úc Tĩnh Y đứng đầu nhằm mục đích tạo nhiệt. Sau đó, đoàn phim thu được đủ nhiệt cộng thêm sự tác động của tư bản nên cô bị đẩy xuống phiên 2. Đối với người hâm mộ, dù bởi lý do nào thì Úc Tĩnh Y vẫn chịu thiệt thòi vì bị áp phiên. Tuy nhiên, phòng làm việc của nữ diễn viên hoạt động quá kém khiến fan của cô cảm thấy bất mãn và quyết định dừng hoạt động.